Cảm ơn quý vị, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Thật ra quý vị ngày hôm nay nghe nhạc thấy vui không? Vui phải không? Và nhạc là của Nghĩa Sửa Đờn là tuyệt vời luôn. Và âm thanh là của Dũng Hạ Trắng. Thì đây là những cái kết hợp là tuyệt vời nhất. Và bài hát kế tiếp Đạt cũng muốn gửi đến cho quý vị một bài hát cũng là vui.